you. Hi. All right, you crazy. Fuck. Oh. Mày lấy cái máy kia quay, cái này quay dở. Mấy cái xe đó, đổ thử. Dàn cái xe đó nè, cái cục đá không chụp được à? Đó, chập chạy qua lên lại mới chụp. Quay lại chụp. Cái này quay phim rồi. Quay phim hả? Chút cho quay lại mình thấy nè, chụp bên này đẹp hơn. Bữa nào mình đi thêm nữa, thấy tối hơn chút rồi. Tối quay quá đẹp. Đi mở 4 giờ 5. Quay cái này không thấy xa. À, xa. Xa. Cái máy này vào không có được bao lâu. Yeah. Welcome to Định Quán. This is where I grew up. This is my hometown. Về bỏ nhà máy, bỏ vào cái máy cho cháu coi. Yeah, beep beep. There's 3 rock up front, straight ahead of us. I always remember that. Right past that is, I don't know, 1 kilometer or something. That would be my
That would be where my sister's house. This is where they have a lot of rock. Maybe tomorrow we'll go take a look at some of the rock. The road is so busy. It got all these big trucks and everybody trying to go and share the road. It's kind of, oh, smell like cow poop. I got my nephew and his son in front of me on this bike. I got my nephew's wife and my niece back there. Here's a little bit close up on the three rock. We're gonna go up here a little bit further and take some picture with the rock. This place is famous for its rock, big rock. Ngoài bên đá, đá bên kia được không? Ủa? Có cái bén dưới phỏng mà. Hả? Ờ, cua vàng len thôi, cua bén lắm. Ờ. Cua vàng chẳng chạy cua được bén hết. Ok. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường từng con sóng đời người con gái.